tiếng mà nó kêu mặt là được cái giọt anh. Còn chiếc gắn máy sao nữa? Sao không chạy đi mà đà dứt bộ vậy đồng chí? Thời gian đi mất khoảng gần 40 phút nha các bạn. Hôm nay trời rất là trong và đẹp. Đang đi cho bạn xem. Quay khúc này cái vận động viên đang chuẩn bị về đích, chuẩn bị ba vận động viên không biết vận động viên nào về đích đây, ba đích bự quá.
riêng chúng ta trở về Sài Gòn. Rồi em lên tới 10 cây số em dừng lại nha. Ừ. Rồi.
đây vận động viên lớn tuổi nhất về nhất luôn ghê thiệt. Đó, vận động viên trẻ tuổi, còn vận động viên đi đâu rồi? Đi về rồi. Rồi, thôi cho nó về đi.